Xin chào các bạn. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước khốc liệt, quân và dân ta đã cùng nhau lập nên nhiều chiến công vang dội, có thể nói là rung chuyển năm châu, chấn động địa cầu để giành lấy nền độc lập của nước nhà. Thế nhưng sau những trận địa ác liệt, chúng ta lại phải bắt tay vào công cuộc tái thiết đất nước cũng như phát triển kinh tế nhằm phục hồi và phát triển đất nước hơn nữa. Và sự thay đổi trong nền kinh tế đã đưa Việt Nam bước vào thời bao cấp. Không chỉ kinh tế, mà thời kỳ này còn có ảnh hưởng sâu sắc đến các lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng như nghệ thuật của đất nước. Với khoảng thời gian 10 năm, thời bao cấp là một giai đoạn để lại nhiều ký ức khó quên trong cuộc sống của người dân Việt Nam. Tuy nhiên với thế hệ trẻ, để hình dung trọn vẹn được sự vất vả của mỗi gia đình trong giai đoạn lịch sử này thì không phải là một điều dễ dàng. Vậy điều gì đã dẫn đến thảm cảnh kinh tế tồi tệ đến như vậy và người dân thời kỳ bao cấp đã sinh tồn ra sao? Các bạn hãy cùng với 5 phút thôi tìm hiểu toàn cảnh thời kỳ này và cách mà nước Việt Nam đã hồi sinh nền kinh tế như thế nào nhé. Thời kỳ bao cấp, giai đoạn lịch sử đáng nhớ của Việt Nam. Nhìn từ lịch sử khi hòa bình lập lại ở miền Bắc vào năm 1954, từ đống tro tàn của cuộc chiến tranh, từ một nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nhỏ lẻ, lại kiệt quệ, chưa có khả năng nhanh chóng đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân, trong khi sự giúp đỡ từ bên ngoài hầu như không có, thì Đảng và Nhà nước đã lãnh đạo nhân dân miền Bắc nỗ lực để tổ chức xã hội, hàn gắn vết thương chiến tranh, phục hồi và tổ chức lại nền kinh tế, vừa từng bước tích lũy cơ sở vật chất và tinh thần xây dựng xã hội mới, vừa ủng hộ sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước của đồng bào miền Nam. Nhưng sau chưa đầy 10 năm, khi chúng ta vừa đạt được một số thành tựu kinh tế xã hội, thì Mỹ đã tiến hành chiến tranh phá hoại bằng không quân đối với miền Bắc. Từ đó miền Bắc bước vào thời kỳ tự lực cánh sinh là tất yếu, và tất cả vì miền Nam ruột thịt. Đây là hai nghĩa vụ thiêng liêng mà mỗi người dân thời điểm đó đều khắc ghi. Trong bối cảnh nền kinh tế có sức sản xuất thấp, không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu xã hội, thì sử dụng tem phiếu phân phối lương thực thực phẩm theo đầu người là phương án khả thi nhất để có thể giải quyết những vấn đề liên quan đến nhu cầu vật chất cơ bản của xã hội và con người. Trong hơn 30 năm chiến tranh, nhân dân miền Bắc và đồng bào ở khu giải phóng miền Nam luôn đồng tâm hiệp lực, chắt chiu đồng cam cộng khổ cùng Đảng và Nhà nước vượt gian khổ để hoàn thành mục tiêu chung là bảo vệ miền Bắc và chiến đấu để giải phóng miền Nam. Đến năm 1975, sau khi đất nước được thống nhất thì mọi vùng miền đất nước đều bị tàn phá khủng khiếp bởi chiến tranh. Cùng với đó là hàng triệu người dân cần được hỗ trợ. Lúc này Việt Nam đã phải chịu rất nhiều tác động nghiêm trọng từ bên ngoài như chính sách cấm vận của Mỹ, cùng với đó là đương đầu với hai cuộc chiến tranh ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Trong khi đó, sự giúp đỡ của các nước anh em, bạn bè thuộc phe xã hội chủ nghĩa đã không còn như trước. Trong giai đoạn khó khăn đó, nhiều giải pháp đã được đề xuất và áp dụng, nhưng để giải quyết một cách đồng bộ có hiệu quả, tạo đà cho sự phát triển cần phải có một bước chuyển trong nhận thức, đó là cần đổi mới tư duy, tìm ra phương thức giải quyết các vấn đề trực tiếp liên quan tới vận mệnh đất nước, tới cuộc sống của nhân dân. Và đó cũng là lý do cho sự xuất hiện của một thời kỳ lịch sử có tên gọi là thời bao cấp. Vậy thời kỳ bao cấp là gì? Mặc dù trước đó khi miền Bắc được giải phóng vào năm 1954 sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, thì nền kinh tế bao cấp đã được áp dụng. Thế nhưng giai đoạn thể hiện một cách đầy đủ và rõ ràng nhất là khoảng thời gian từ đầu năm 1976 đến năm 1986, khi nó diễn ra trên phạm vi toàn quốc. Và mãi tới khi công cuộc đổi mới bắt đầu được thực hiện thì thời kỳ này mới thực sự kết thúc. Tuy diễn ra trong một thời gian ngắn, thế nhưng những ký ức về thời kỳ bao cấp là những câu chuyện không thể quên của các thế hệ 6X, 7X và đầu 8X. Theo đó, thời kỳ bao cấp là thời kỳ mà hầu hết sinh hoạt kinh tế đều được nhà nước chi trả, diễn ra dưới nền kinh tế kế hoạch hóa, một đặc điểm của nền kinh tế các nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa thời kỳ đó. Trong đó, nền kinh tế tư nhân sẽ bị xóa bỏ để nhường chỗ cho kinh tế tập thể và kinh tế nhà nước chỉ huy. Nói một cách dễ hiểu thì vào thời kỳ này, nhà nước sẽ đóng vai trò quyết định toàn bộ nền kinh tế, nắm độc quyền phân phối hàng hóa, ngăn cấm việc mua bán trên thị trường hoặc vận chuyển tự do hàng hóa từ địa phương này sang địa phương khác, cũng như hạn chế trao đổi bằng tiền mặt. Vì vậy, đây là giai đoạn mà quan hệ hàng hóa tiền tệ chỉ là hình thức, quan hệ hiện vật mới là chủ yếu. Nhà nước quản lý kinh tế thông qua chế độ cấp phát giao nộp, vì vậy rất nhiều mặt hàng như sức lao động, phát minh sáng chế, tư liệu sản xuất quan trọng đã không được coi là hàng hóa về mặt pháp lý. Những hình thức phổ biến thời bao cấp. Như 5 phút thôi đã nói ở trên, vì nền kinh tế được nhà nước quản lý chặt chẽ, vì vậy mà ngoài nhà nước và các tổ chức tập thể thì người dân không được phép vận tải hàng hóa, mua bán hay trao đổi bất cứ thứ gì. Chính vì chỉ được phép sử dụng những mặt hàng được phân phối, thế nên dù là người có tiền vào thời kỳ này cũng chưa chắc đã mua được gì. Do thị trường mua bán và trao đổi hàng hóa tự do đã bị xóa bỏ, nên hàng hóa sẽ được nhà nước phân phối đến người dân,
nhằm thủ tiêu việc mua bán trên thị trường hoặc vận chuyển tự do hàng hóa. Tuy thị trường chợ đen vẫn tồn tại nhưng có giá rất đắt. Tem phiếu và sổ gạo đã trở thành nguồn sống của mỗi gia đình vào thời kỳ này. Bởi tất cả các loại hàng hóa nhu yếu phẩm gồm lương thực, thực phẩm từ gạo, thịt, cá đến bìa đậu phụ, lọ mắm tôm, mớ rau xanh, chất đốt, xà phòng, mì chính đều phải mua bằng sổ và tem phiếu theo định mức ít ỏi. Cụ thể, sổ gạo là quyển sổ ghi chỉ tiêu lương thực của một hộ gia đình mua vào hàng tháng, do Sở Lương thực cấp, căn cứ vào tên, tuổi, nghề nghiệp đăng ký trong sổ hộ khẩu chính thức. Chế độ hộ khẩu được thiết lập trong thời kỳ này để phân phối lương thực và thực phẩm theo đầu người. Hàng tháng người dân sẽ được mua một số lượng gạo và đồ ăn độn nhất định, tùy theo tiêu chuẩn được ghi trong sổ. Vì rất quan trọng đối với mỗi gia đình, thế nên nếu như mất sổ gạo thì coi như đói cả tháng. Chính vì vậy mà dân gian mới có câu nói là mặt buồn như mất sổ gạo. Còn về tem phiếu thì tùy thuộc vào vị trí công việc hay đặc thù nghề nghiệp mà cán bộ, công chức nhà nước cũng như người dân lao động sẽ được phát tem phiếu mua lương thực hàng tháng với chế độ riêng. Điều này đồng nghĩa với việc nếu có chức vụ càng cao thì tiêu chuẩn cũng càng cao. Cụ thể thì cán bộ cấp cao hưởng tiêu chuẩn đặc biệt với loại phiếu ký hiệu là DB, được cấp 7,5kg thịt và 3,5kg đường trên mỗi người. Cấp bộ trưởng sẽ được hưởng tem phiếu tiêu chuẩn A, trước năm 1975 hưởng 6kg thịt, 3kg đường, sau năm 1975 hưởng 4,2kg thịt và 2kg đường. Hai tiêu chuẩn cấp cao nhất này chỉ được mua tại cửa hàng 17 phố Tông Đản ở Hà Nội. Tiếp đó thì cấp thứ trưởng, bí thư hay chủ tịch tỉnh hưởng tem phiếu theo tiêu chuẩn B, hưởng 3kg thịt và 2kg đường. Tuy nhiên có một trường hợp đặc biệt khi một người được xem là dân lại được hưởng phiếu thực phẩm loại B, đó chính là bà Từ Cung, mẹ của vua Bảo Đại khi đó đang sinh sống tại Huế. Cấp trưởng của các cục, vụ, viện, các chuyên viên cấp cao hoặc giám đốc được tiêu chuẩn C. Cán bộ cấp nhỏ như trưởng phòng hưởng tem phiếu tiêu chuẩn D. Công nhân viên chức hưởng tiêu chuẩn E, nhưng tùy theo mức lương sẽ được tiêu chuẩn tem phiếu E1 hay E2. Còn nhân dân là tiêu chuẩn N. Và cuối cùng trẻ em thì tiêu chuẩn TR. Đặc biệt do gạo ít nên người dân thường ăn độn thêm ngô, khoai, sắn, bo bo. Tuy nhiên thì tiêu chuẩn A và B sẽ không ăn độn. Đã có thực phẩm thì phải có nhiên liệu để đun nấu. Tiêu chuẩn về chất đốt cho dân ngoại thành là củi và than, còn nội thành ban đầu là củi, sau này là dầu hỏa. Về mặt này thì tiêu chuẩn của cán bộ và nhân dân bằng nhau là 4 lít trên một tháng. Vải cung cấp cũng không có nhiều loại, trong nước có vải phin và popelin của nhà máy dệt 8 tháng 3 sản xuất, còn vải thô và kaki Nam Định của nhà máy dệt Nam Định sản xuất, và chỉ có hai màu cơ bản là xanh công nhân và tím than. Ăn mặc xong thì đến chuyện đi lại. Nhà nước quy định tiêu chuẩn của mỗi cán bộ nhà nước là được phân phối một chiếc xe đạp trong cả đời công tác. Ai đã có xe đạp thì được đăng ký để xin sổ mua phụ tùng. Ai chưa có xe đạp thì tích cóp dần phụ tùng qua mỗi đợt có tiêu chuẩn đưa về cơ quan và xí nghiệp như xích, líp, xăm hay lốp. Để có những phụ tùng này thường sẽ có những cuộc bình xét trong nội bộ. Thế nên có người cả đời đi làm chỉ tích được hai đôi lốp vì không phải lần bình xét nào cũng may mắn được nhận phụ tùng. Ngoài ra thì người dân sẽ được cấp các tấm bìa mua hàng để được mua các mặt hàng như chiếu, xà phòng, diêm, kim chỉ. Ngày thường là thế, còn vào các ngày lễ Tết thì người dân sẽ được mua các loại chè, thuốc, mứt và bánh kẹo. Ngược dòng thời gian quay lại thời kỳ bao cấp, chắc hẳn hình ảnh quen thuộc nhất chính là những dòng người xếp hàng dài ngoằn ngoèo để lấy lương thực, thực phẩm và các đồ dùng thiết yếu tại các cửa hàng mậu dịch. Mỗi lần đi mua hàng được ví như mỗi lần đi chiến đấu, bởi người dân đã phải dậy từ 4 đến 5 giờ sáng để đến đây xếp hàng, sau đó là chen lấn, xô đẩy, có khi mất cả ngày trời mới mua được suất của mình. Tuy nhiên cũng có người không may mắn được như vậy, bởi khi tới lượt thì các mặt hàng đã hết. Thế là cũng từ đây một số người kiếm sống bằng cách bán chỗ, nghĩa là họ đến rất sớm, xếp vài chỗ liền nhau. Nếu ai cần mua trước thì chỉ còn cách bỏ ra mấy hào mua lại củ gạch mà họ đã xếp. Ngoài việc hàng hóa không đủ số lượng thì chất lượng cũng rất hạn chế, bởi hồi đó không có các thiết bị bảo quản như tủ lạnh hiện đại, nên thực phẩm chỉ được dùng trong một thời gian ngắn, đến cuối tháng thì đã cạn kiệt và người dân chỉ còn cách là mua hàng ở chợ đen. Nhìn chung, sổ gạo và tem phiếu là những thứ vô cùng quan trọng trong các gia đình thời kỳ bao cấp, vì mỗi người trong từng khu vực nhất định sẽ được cấp phiếu mua lương thực. Ngoài ra, nếu phải đi công tác xa nơi cư trú đăng ký hoặc chuyển chỗ ở thì họ bắt buộc phải có giấy quyết định chuyển nơi công tác kèm theo giấy chuyển lương thực để có thể cung ứng lương thực tạm thời. Do vậy, nó là những vật bất ly thân của người dân vào thời này, cũng tương tự như những chiếc điện thoại smartphone hiện nay của chúng ta vậy. Cũng chính vì mô hình kinh tế bao cấp được thực hiện mà nghề hot nhất thời đó không phải là bác sĩ hay giáo viên mà là mậu dịch viên, những người cầm cân phân phối hàng hóa cho nhân dân. Tuy công việc này hiện đã không còn, thế nhưng ít ai biết được rằng các mậu dịch viên thời bao cấp lại là những người có quyền thét ra lửa và tình trường không có đối thủ.
những cô gái mậu dịch viên luôn được các chàng trai săn đón và gia đình nào có người làm được nghề này cũng được hưởng những lợi ích nhất định. Văn hóa xã hội giáo dục thời bao cấp. Cùng với nền kinh tế bao cấp thì các lĩnh vực văn hóa xã hội và giáo dục vào thời kỳ này cũng mang những đặc điểm riêng. Đầu tiên là đời sống văn hóa được kiểm soát chặt chẽ và người dân ít được tiếp xúc với văn hóa phương Tây. Các mảng về phim, văn học hay nhạc đều được nhà nước kiểm duyệt trước khi phát hành tới người dân. Nội dung thường gần gũi với quần chúng, tư tưởng và quan điểm của Đảng có giá trị nghệ thuật. Vào thời điểm đó, chưa có phim truyền hình như hiện nay mà chỉ có phim nhựa hoặc phim tài liệu được chiếu tại các rạp chiếu bóng lưu động hay phát trên truyền hình trung ương. Ngoài ra còn có phim thương mại nhưng rất hiếm. Các phim nước ngoài được trình chiếu chủ yếu là phim Liên Xô và các phim nước xã hội chủ nghĩa. Riêng phim Trung Quốc bị cấm sau chiến tranh biên giới năm 1979. Bên cạnh đó thì âm nhạc được cho phép, bao gồm nhạc cổ điển phương Tây như giao hưởng, opera cùng với dân ca và nhạc cách mạng hay gọi là nhạc đỏ. Nhà nước chú trọng chống mê tín dị đoan và phổ biến khoa học, báo chí không có quảng cáo thương mại, các tờ báo rất giống nhau về quan điểm, tư tưởng, chỉ khác là phục vụ cho các đối tượng khác nhau, không chạy theo lợi nhuận và được bao cấp. Các văn nghệ sĩ sinh hoạt trong các cơ quan tổ chức của nhà nước, được nhà nước trả lương như công chức. Tiếp đến là đời sống xã hội. Vào thời bao cấp, xã hội Việt Nam gần như không giao lưu với phương Tây. Mặc dù không có luật chính thức, nhưng nhà nước khá thận trọng với người nước ngoài vì khác biệt tư tưởng và các vấn đề về an ninh. Người Việt phần lớn không được tiếp xúc với người ngoại quốc, ai vi phạm sẽ bị công an tra hỏi. Xã hội ít có sự phân hóa giàu nghèo như hiện nay, nhưng mức sống của người dân thấp, đời sống tinh thần không có nhiều loại hình giải trí, cuộc sống bình an nhưng nghèo nàn và khó khăn. Tất cả sinh viên ra trường đều được nhà nước phân công công việc nên không lo thất nghiệp, nhưng không được tự chọn cơ quan làm việc cho mình. Đặc biệt, việc thi đậu vào đại học thời đó rất khó, bởi ngoài học lực thì tiêu chuẩn xét tuyển rất cao, trong đó bao gồm cả lý lịch của sĩ tử. Cuối cùng là giáo dục và y tế. Thành tựu giáo dục trong thời kỳ này là phát triển hệ thống giáo dục phổ thông đại trà tới các xã phường, với trường cấp 1, cấp 2 và mẫu giáo. Công tác bổ túc văn hóa cũng như xóa mù chữ trong độ tuổi đi học cho người dân được đẩy mạnh, đồng thời có trường bổ túc văn hóa cho cán bộ cơ sở. Từ năm 1981, học phổ thông gồm 11 năm, trong đó thêm lớp 5 áp dụng cho khu vực miền Bắc. Về y tế thì người dân đi khám chữa bệnh hay mua thuốc sẽ mang hóa đơn về cơ quan hay bệnh viện thanh toán mà không mất tiền, song điều kiện chữa trị vô cùng thiếu thốn. Bao cấp nhưng trong bối cảnh nhà nước thiếu kinh phí, sản xuất không phát triển nên bệnh viện gặp vô vàn khó khăn. Các loại thuốc men và trang thiết bị y tế chủ yếu được viện trợ. Bộ Y tế có cả vụ kế hoạch và cục vật tư làm nhiệm vụ phân chỉ tiêu cho các bệnh viện. Ví dụ như bệnh viện Bạch Mai một năm được cấp bao nhiêu chiếu, chăn, đường, sữa, xăng dầu, thuốc men, v.v. Nền kinh tế tụt dốc phải bán vàng mua gạo. Cho đến nay, khó có thể tưởng tượng một đất nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới như Việt Nam trước đây đã từng một thời phải chạy vạy vay mượn lương thực nước ngoài. Trong thời kỳ bao cấp, phong trào thành lập hợp tác xã nông nghiệp tại nông thôn được triển khai trên toàn quốc, đã chi phối toàn bộ đời sống kinh tế xã hội lúc bấy giờ. Những chủ nhiệm hợp tác xã luôn có vai vế lớn trong làng bởi quản lý toàn bộ đội sản xuất, tư liệu sản xuất và thành quả lao động. Nói cho dễ hiểu thì vào thời này, bất kể một tài sản nào của người dân như ruộng đất, trâu bò cho đến cái cày cái cuốc cũng đều là của hợp tác xã. Hình thức này đã tồn tại ở miền Bắc trước năm 1975, chỉ sau khi bước vào thời kỳ bao cấp mới được triển khai trên cả nước. Cũng từ đây mà về lâu về dài người dân mất hết động lực để sản xuất. Người dân đi cày, chăn nuôi, đắp bờ, nhổ mạ đều do hợp tác xã phân công. Mỗi sáng khi tiếng kẻng vang lên, bà con đùng đỉnh ra đồng làm việc, chưa hết giờ làm việc lại ngóng kẻng ra về. Người nông dân không quan tâm đến chất lượng công việc, lúa tốt xấu cũng mặc kệ, khi họ chỉ lo đầy công. Cũng vì vậy mà năng suất giảm sút, khiến chất lượng mùa vụ đi xuống. Cộng thêm mùa màng thất bát vì thiên tai, chưa bao giờ mà người dân đói khổ như tại thời điểm bấy giờ. Tuy có nhiều cố gắng, nhưng giai đoạn này đã không đạt được các chỉ tiêu đã đề ra. Sản lượng lúa năm 1976 đạt gần 11,83 triệu tấn, giảm dần đến năm 1978 chỉ còn 9,79 triệu tấn. Tiếp đó là kế hoạch 5 năm từ năm 1976 đến năm 1980 đề ra mục tiêu nâng tổng sản lượng lúa lên gần gấp đôi vào khoảng 21 triệu tấn, nhưng đến năm 1980 cũng chỉ đạt 14,4 triệu tấn. Trong khi nội lực nông nghiệp lúc đấy không thể đáp ứng thì dân số lại tăng nhanh đột biến và hậu quả là Việt Nam rơi vào tình trạng thiếu lương thực. Do đời sống kinh tế không mấy cải thiện, miếng ăn của người dân thiếu hụt đến mức cơ cấu bữa ăn được độn cả rau và khoai, mà đặc biệt là bo bo đã thành nỗi ám ảnh của người dân.
Vẻ ngoài của bo bo rất giống cây bắp, nhưng trổ ra chùm nhiều hạt nhỏ như hạt đậu ở phần ngọn. Vì nó có vỏ rất cứng nên không thể nấu ăn trực tiếp, do đó chính quyền thường xay ra để cấp cho người dân. Tương tự như bo bo, người dân Việt Nam cũng ăn độn lúa mì và lúa mạch cấp thấp đã xay. Tuy nhiên, có nhiều thời điểm, những loại thức ăn chủ chốt này không có điều kiện làm kịp, nên buộc phải đưa thẳng đến người dân trong tình trạng còn nguyên hạt. Ngoài cách ngâm nước, nấu lâu để ăn trực tiếp như cơm, người dân cũng tự giã làm bột, nhưng do biện pháp thô sơ nên hạt còn rất cứng. Tình trạng kiệt quệ đã khiến nước ta phải trông chờ vào nguồn lương thực của quốc tế, và Ấn Độ là một trong những nước đầu tiên đồng ý cho Việt Nam mượn 300.000 tấn lúa mì, vốn là loại ngũ cốc họ trồng rất nhiều. Nhưng vì khả năng tàu biển của nước ta hồi đó còn rất hạn chế, nên không thể vận chuyển nhanh số lương thực này về. Trong khi năng lực xay sát của Việt Nam cũng không thể xay thành bột 300.000 tấn lúa mì này, chính quyền ta buộc phải nhờ Ấn Độ xay sát giúp và Việt Nam sẽ nhận 70% lượng bột, phần còn lại được xem như khấu hao xay sát và trả công cho họ. Ngoài Ấn Độ, cán bộ nước ta cũng sang Indonesia nhờ giúp đỡ, và cuối cùng quốc đảo này cũng đồng ý cho nước ta vay 200.000 tấn gạo. Đặc biệt là Bộ Lương thực còn xoay sở một phần lương thực quan trọng từ công ty EPJ của Pháp. Đây là doanh nghiệp của ông Jean-Baptiste Domingue, một triệu phú đỏ thuộc Đảng Cộng sản Pháp và có mối giao tình thân thiết với đất nước hình chữ S. Và sau này cũng chính ông Domingue là người đã đứng ra mua bằng tiền mặt 500.000 tấn gạo của Thái Lan rồi bán nợ lại cho Việt Nam. Nhìn chung, những nguồn lương thực viện trợ và vay mượn chỉ giải quyết được tình trạng hiện tại, còn về lâu về dài thì không thể tiếp tục được. Và đó còn chưa kể là những khoản tiền nợ đang đến hạn. Nhưng vấn đề cấp bách lúc này là Việt Nam hoàn toàn không có đủ ngoại tệ để chi trả cho các nhu cầu cấp bách của quốc gia. Và giải pháp khả thi nhất bấy giờ là bán vàng lấy ngoại tệ. Vào năm 1979, Việt Nam đã bán một lượng vàng lớn, bao gồm 40 tấn từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có 16 tấn vàng của chính quyền Sài Gòn nằm tại Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, cùng 5,7 tấn vàng khác của họ gửi tại Ngân hàng Thụy Sĩ được nước ta thu hồi về. Còn lại là các loại vàng lá kim thành và các loại vàng đã được chế tác thành nhẫn, vòng và kiềng. Và thương vụ đặc biệt này đã giúp nước ta thu về trên 500 triệu đô la Mỹ, qua đó giải quyết được tình hình cấp bách trong nước lúc bấy giờ là trả nợ và mua lương thực cứu đói cho nhân dân. Công thương nghiệp. Tại miền Bắc thời kỳ này thì đại đa số gia đình tư sản và tiểu tư sản đã bị tịch thu tài sản và đi tập trung cải tạo. 100% số cơ sở công nghiệp tư bản tư doanh thuộc diện cải tạo đã được tổ chức thành xí nghiệp công tư hợp doanh, xí nghiệp hợp tác, và có 90% tổng số thợ thủ công trong diện cải tạo đã tham gia các hợp tác xã thủ công nghiệp, trong đó hơn 70.000 thợ thủ công chuyển sang sản xuất nông nghiệp. Còn tại miền Nam, cho đến ngày thống nhất, Sài Gòn đã sở hữu các cơ sở vật chất và kỹ thuật lớn nhất khu vực. Ở đây tập trung hơn 38.000 cơ sở công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp lớn nhỏ. Đặc biệt là đa số các lĩnh vực kinh tế chủ chốt đều nằm dưới sự kiểm soát của giới thương nhân người Hoa. Đến cuối những năm 1975, thì chiến dịch cải tạo công nghiệp tư bản tư doanh đã được tiến hành vô cùng quyết liệt. Không chỉ riêng Sài Gòn, mà tất cả các tỉnh miền Nam cũng đồng loạt thực hiện chủ trương trên. Các nhà tư bản thương nghiệp đã bị mất đi một khối lượng lớn hàng hóa và phương tiện kinh doanh. Lực lượng người buôn bán nhỏ cũng giảm đi đáng kể. Và chỉ 3 năm sau đó, nhà nước đã hoàn thành căn bản việc cải tạo tư sản công nghiệp loại vừa và nhỏ ở miền Nam, đồng thời cũng xóa bỏ vai trò thống trị của người Hoa trong nhiều ngành nghề. Cuối năm 1978, có khoảng 90.000 người buôn bán nhỏ được chuyển sang sản xuất và 15.000 người được sử dụng trong ngành thương nghiệp xã hội chủ nghĩa. Những hộ được chuyển sang sản xuất cùng với các hộ tiểu thủ công nghiệp đã thành lập nên các hợp tác xã hoặc tổ hợp tác. Ước tính có hơn 500 hợp tác xã và 5.000 tổ hợp tác, với hơn 250.000 lao động đã được thành lập tại miền Nam. Riêng Sài Gòn có 144 hợp tác xã với hơn 27.600 lao động và 1.964 tổ hợp tác với hơn 700.000 lao động, chiếm 71% tổng số lao động thủ công của thành phố. Tại các tỉnh khác, lao động thủ công được tổ chức lại trong các hợp tác xã và tổ hợp tác sản xuất chiếm khoảng 40%. Đến tháng 5 năm 1979, tất cả các xí nghiệp đã được nhà nước quốc hữu hóa và chuyển sang hình thức công tư hợp doanh. Ngoài ra, trong giai đoạn từ năm 1978 đến năm 1979, thì mô hình xuất nhập khẩu tập trung ngày càng rơi vào bế tắc khi giao thương với Trung Quốc hoàn toàn chấm dứt do chiến tranh biên giới, trong khi tình hình sản xuất của các nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa cũng ngày càng giảm sút, không đủ đáp ứng nhu cầu nội địa nên không thể xuất khẩu được nhiều. Nhìn chung, giống như Liên Xô, việc Việt Nam áp dụng nền kinh tế kế hoạch hóa đã phần nào khiến cho năng lực sản xuất từ nông nghiệp đến công nghiệp đều sụt giảm nghiêm trọng. Điều này vừa không tạo ra động lực để thúc đẩy sự phát triển, vừa không thỏa mãn được nhu cầu của người tiêu dùng. Kết quả là tăng trưởng kinh tế cực thấp, có những năm còn bị tăng trưởng âm, như năm 1979 giảm 2%, năm 1980 giảm 1,4%.
trong khi tốc độ tăng dân số trong giai đoạn từ năm 1977 đến năm 1980 là 2,31% trên một năm, khiến cho GDP bình quân đầu người bị sụt giảm 1,87% một năm. Trong giai đoạn này, vay nợ và viện trợ nước ngoài chiếm đến 38,2% tổng thu ngân sách, bằng 61,9% tổng thu trong nước và 37,3% tổng chi ngân sách. Cuộc cải cách giá lương tiền. Vào những năm 1980, Đông Nam Á là một trong những khu vực kém phát triển nhất thế giới. Thế nhưng Việt Nam trong thời kỳ này còn xếp cuối bảng trong khu vực này bởi nền kinh tế dường như đội sổ thế giới và người dân tiếp tục thiếu ăn thiếu mặc trong nhiều năm. Để cứu vãn tình thế thì cuộc cải cách giá lương tiền đã được tiến hành. Thế nhưng nó cũng chính là tác nhân đưa sự hỗn loạn của thời bao cấp lên đến đỉnh điểm. Theo đó, Hội nghị Trung ương lần thứ 8 diễn ra vào tháng 6 năm 1985 đã nhận thức được sự yếu kém của cơ chế tem phiếu, nên mục tiêu chính lúc đó là xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp để chuyển sang nền kinh tế thị trường, đồng thời đạt được mục tiêu chính về giá lương tiền. Bởi nếu giá lương tiền ổn định thì sẽ phục vụ tốt cho tăng trưởng kinh tế cũng như cải thiện đời sống của nhân dân. Về giá, để tiện cho tính toán thì sẽ lấy giá thóc làm chuẩn, tức là các mức giá của các mặt hàng khác cũng sẽ được quy định theo giá thóc. Năm 1985, giá thóc được các chuyên gia tính toán trên thực tế bình quân là 25 đồng trên 1 kg. Các địa phương khác nhau thì mức giá thóc quy đổi này có thể cao hơn hoặc thấp hơn, còn nhà nước chỉ công bố giá của những mặt hàng quan trọng và thiết yếu như xăng, xi măng hay sắt. Về lương, thực hiện nâng giá đến đâu thì tăng lương theo đó, có thể hiểu là bù giá vào lương theo cách nói lúc bấy giờ. Ban đầu kế hoạch tăng lương là 20%, nhưng các bộ và tỉnh cho rằng mức đó là quá ít, nên chính phủ đã chấp nhận tăng lương 100%. Về tiền, để đáp ứng giá mới và lương mới thì phải in thêm tiền mới có thể đảm bảo tổng số tiền lưu thông trong cuộc điều chỉnh năm 1985 là 120 tỷ đồng. Nhưng vì không tự in được tiền và để in ít tiền mà vẫn có sức mua lớn thì chính phủ đã chủ trương đổi tiền. Mục đích của đổi tiền nhằm giảm bớt số lượng tiền trong lưu thông được cho là nguyên nhân gây lạm phát. Điều chỉnh một phần thu nhập của một số người làm ăn bất chính được cho là tác nhân quan trọng làm rối loạn thị trường. Để các bạn dễ hình dung thì một đồng mới sẽ đổi lấy 10 đồng hiện hành. Như thế 12 tỷ đồng in mới và đem đổi sẽ tương đương 120 tỷ đồng hiện hành. Với việc điều chỉnh này, trên thị trường đã hình thành mặt bằng giá mới, lương mới và tiền mới. Trước đó, dù tin đồn đổi tiền đã manh nha trong dân chúng, nhưng chính quyền cho cơ quan truyền thông trấn an dân tình là không có kế hoạch đổi tiền. Ngày 12 tháng 9 năm 1985, một tờ báo còn khẳng định bẻ gãy thủ đoạn tung tin đổi tiền của gian thương. Thế nhưng chỉ 2 ngày sau là ngày 14 tháng 9 thì có lệnh thu hồi tiền cũ và đồng loạt thay tiền mới, với lý do đưa ra là để tăng cường lợi ích của dân lao động, đã khiến một số bộ phận người dân bất ngờ. Theo đó, mỗi gia đình chỉ được phép đổi 20.000 đồng cũ lấy 2.000 đồng mới. Đối với số tiền vượt mức thì sẽ bị chuyển thành tiền ngân hàng và đợi xem xét giải quyết sau. Chính quyết định này đã xóa sổ vốn tích trữ của rất nhiều người dân lúc bấy giờ. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau đó, đồng tiền mới đã mất giá nhanh chóng, đến mức cứ mỗi lần nhận lương thì người dân phải ngay lập tức chi tiêu hết, vì giá các mặt hàng tăng lên có thể tính theo đơn vị ngày hay thậm chí là giờ. Nói một cách khác, đây chính là nghịch lý của việc nghèo nhưng mà vẫn phải cố tiêu tiền. Việc sản xuất công nghiệp thiếu nguyên liệu, các hợp tác xã nông nghiệp trì trệ, sản lượng lương thực thấp đã kéo theo giá trị ngày công lao động cũng rất thấp. Đồng tiền mất giá theo từng năm, vì thế mọi giao dịch như bán nhà, xe máy hay các vật dụng có giá trị đều tính bằng vàng. Nhìn chung, vòng xoáy điều chỉnh giá lương tiền từng được ví như cuộc cải cách xương máu đã không thể đạt được những mục đích mà nhà nước ta mong muốn. Thậm chí nó còn khiến siêu lạm phát bùng nổ tới 3 con số, đạt đỉnh 774,7% vào năm 1986 và tiếp tục kéo dài đến năm 1993 mới quay trở về mức 1 con số. Riêng đối với nông sản, so sánh với mức giá năm 1976 thì giá đã tăng tới 2.000%. Cuộc tổng điều nhìn chung là thất bại, song cũng là tiền đề để nước ta đi đến quyết định đổi mới toàn bộ nền kinh tế tại Đại hội Đảng lần thứ 6 vào một năm sau đó là năm 1986. Bước ngoặt lịch sử năm 1986 và sự hồi sinh của nền kinh tế Việt Nam. Khi Đại hội Đảng lần thứ 6 diễn ra vào tháng 12 năm 1986, trong diễn văn khai mạc của ông Nguyễn Văn Linh, lúc đó là Thường trực Ban Bí thư, có đoạn: "Chỉ đổi mới thì mới thấy cái đúng và thấy hết sự thật, thấy những nhân tố mới để phát huy, những sai lầm để sửa chữa. Muốn thế phải đấu tranh chống cái cũ, chống bảo thủ trì trệ, chống giáo điều dập khuôn, chống chủ quan nóng vội, chống tha hóa biến chất, chống thói quen lỗi thời dai dẳng." Còn trong báo cáo chính trị do Tổng Bí thư Trường Chinh trình bày cũng đã thể hiện khá toàn diện những quan điểm cơ bản của đổi mới.
Tuy nhiên, đối với khái niệm kinh tế thị trường thì tại Đại hội 6 còn rất thận trọng khi mới chỉ nêu lên phát triển kinh tế hàng hóa xã hội chủ nghĩa. Phải mất 3 năm sau đó, tại Hội nghị Trung ương 6 vào tháng 3 năm 1989, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh mới cụ thể hơn là cơ chế thị trường phải được vận dụng nhất quán trong kế hoạch hóa và các chính sách kinh tế. Nó phải được vận động trong môi trường tự do sản xuất, lưu thông hàng hóa theo pháp luật. Giá cả trong nước không thể tách rời giá cả trên thị trường quốc tế. Nhà nước không dùng mệnh lệnh hành chính áp đặt giá mà sử dụng các chính sách, biện pháp kinh tế và lực lượng dự trữ để tác động lên quan hệ cung cầu và phải chuyển toàn bộ các đơn vị kinh tế sang cơ chế kinh doanh. Có thể nói, với sự tiếp cận khách quan, phương châm nhìn thẳng vào sự thật, trên cơ sở đổi mới về tư duy chính trị và kinh tế, Đảng và Nhà nước ta đã cùng toàn dân thực hiện sự nghiệp đổi mới, kết hợp hài hòa giữa xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng với xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cùng hướng đến mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh. Dù vậy thì lạm phát phi mã vẫn kéo dài trong những năm sau, với 323,1% vào năm 1987 và 393% vào năm 1988. GDP bình quân đầu người của Việt Nam khi đó chỉ là 86 đô la Mỹ, đồng thời là một trong những nước thấp nhất trên thế giới. Tới năm 1989 thì lạm phát mới xuống mức dưới 100%, dù vậy vẫn rất cao khi chạm mức 34,7%. Tới năm 1992, Việt Nam đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, bước vào giai đoạn ổn định và phát triển. Tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 1992-1997 đã cao gấp đôi so với thời kỳ trước, với 8,77% một năm, so với 4,07% một năm. Lạm phát của giai đoạn này cũng đã giảm mạnh, với bình quân năm là 9,5%. GDP bình quân đầu người năm 1997 đạt 361 đô la Mỹ, cao gấp gần 4,2 lần so với năm 1988. Nhưng đúng vào lúc này thì khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 nổ ra ở Thái Lan, từ đó lan sang các nước trong khu vực. Lạm phát ở Việt Nam từ mức 3,6% vào năm 1997 thì chỉ một năm sau đã tăng lên mức 9,2%. Tuy nhiên, do độ mở của kinh tế Việt Nam lúc này chưa cao, khi mà xuất khẩu so với GDP mới đạt 30%, nên ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng này ở nước ta nhẹ nhàng hơn nhiều so với các nước trong khu vực. Tăng trưởng kinh tế cao dần lên, bình quân thời kỳ từ năm 2000 đến năm 2007 đạt 7,63% một năm. So với GDP năm 2008 thì xuất khẩu đạt 70%, còn nhập khẩu đạt 90%. Nước ta đã hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu. Kết quả là vào đầu năm 2007, Việt Nam đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Tuy nhiên, lúc này thì khủng hoảng tài chính lại nổ ra ở Mỹ, sau đó lan rộng ra toàn cầu. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2008 giảm xuống còn 6,31%, lạm phát tăng vọt tới 23%. Tới năm 2009 thì con số tăng trưởng là 5,32% và lạm phát giảm xuống còn 6,88%. Tới năm 2010, lạm phát cả nước ở mức 11,75%, sau đó một năm, con số lên tới 18,58%. Tới năm 2012, nền kinh tế thế giới hồi phục, thì nền kinh tế của Việt Nam cũng dần hồi phục, lạm phát dừng lại ở mức 9,31%. Từ đó đến nay thì lạm phát chỉ ở dưới 10%, với năm 2023 ở mức 3,25%. Theo số liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế năm 2023, GDP của Việt Nam là 433,7 tỷ đô, cùng với dân số là 100,3 triệu người, nên GDP bình quân đầu người đạt 4.324 đô la Mỹ. Từ một nền kinh tế xếp chót của khu vực, hiện GDP bình quân đầu người của nước ta đã vươn lên vị trí thứ 6 ở khu vực Đông Nam Á. Nhìn chung thì cho đến nay, cái ăn và cái mặc đã không còn là nỗi lo của hầu hết gia đình Việt Nam. Bát cơm độn ngô, sắn, hạt bo bo, thiếu thịt cá đã trở thành hình ảnh của quá khứ rất xa. Từ thành thị tới nông thôn, nhà tranh vách đất được thay thế bằng nhà mái ngói, nhà xây kiên cố, hàng chục triệu xe máy và ô tô lưu thông trên mọi nẻo đường, cũng đồng thời xoán ngôi của xe đạp một thời. Thế nhưng chúng ta không thể không phủ nhận về một thời kỳ lịch sử đáng nhớ của thế hệ đi trước, bởi chính sự thiếu thốn về vật chất của một giai đoạn ấy đã đem đến cho chúng ta nhiều điều đáng trân trọng. Đó là tinh thần nhân văn và đùm bọc nhau trong thời buổi khó khăn chung của cả đất nước, để có thể gây dựng và lèo lái đất nước như hiện nay. Và đó là bức tranh toàn cảnh về Việt Nam ta vào thời kỳ bao cấp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.